Theo tổng kết từ Ngân hàng Thế giới thì năm 2015 này, Việt Nam nhận được lượng kiều hối gần 12,3 tỷ đô la Mỹ, trở thành quốc gia xếp thứ 11 trên thế giới về việc đón nhận kiều hối trong năm qua. Theo báo cáo di cư và kiều hối mới công bố của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là nước xếp thứ 11 trên thế giới về lượng kiều hối nhận được trong năm 2015 với 12,25 tỷ đô la Mỹ, trong đó kiều hối từ Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 7 tỷ đô la. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, tổng lượng kiều hối chảy về Việt Nam xếp thứ ba chỉ sau Trung Quốc và Philippines. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có khoảng 5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Từ năm 1993 đến năm 2014, có tổng cộng gần 97 tỷ đô la kiều hối đã được chuyển về Việt Nam, chiếm khoảng 6,8% GDP trong cả giai đoạn này.